Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, mình đến từ kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án nữa. Chúng ta tham gia vào Red Cell Chip ở trên sàn Orbitus. Đây là một cái dự án sàn chúng ta hay chuyển chúng như là brick từ cái mạng này sang mạng kia. Đây là một cái dự án sẽ tham gia vào Red Cell Chip và các bạn nhé. Thì bạn nào mà chưa làm cái dự án này thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình để tham gia nhé. Chúng ta sẽ làm ở trên Gaxi kiếm point nhé. Và đây thì mọi người theo dõi đến cái Orbital Financy. Đấy, ở dưới này thì sẽ có một số cái nhiệm vụ và yêu cầu chúng ta phải làm. Chủ yếu là chúng ta flow trader cũng như là chuyển một lệnh ở trên linear thì sẽ được 600 point mọi người nhé. Cái dự án này thì nó cũng như kiểu cái dự án linear ấy mà trước đây chúng ta đã tham gia cũng như là kiếm point ấy. Thì sau này thì mình nghĩ là nếu mà có airdrop ấy thì nó sẽ chuyển từ point sang token. Vì thế cho nên là chúng ta kiếm được càng nhiều point, càng nhiều OAT càng tốt mọi người nhé. Ở trên này thì có một cái này là khó nhất thôi, là chúng ta sẽ phải lên sàn Orbitex. Chúng ta sẽ chuyển ETH từ một số chain khác nhau đến linear mọi người nhé. Chúng ta sẽ lên Orbitex. Các bạn muốn thấy link thì các bạn có thể ấn vào cái phần chỗ detail này nhé, đều có link hết. Chúng ta connect đến ví này. Ở đây dưới này thì mọi người sẽ chọn là linear. Ở trên này thì các bạn có ở đâu thì các bạn chuyển ở đấy nhé. Ví dụ ở trên Gigasai thăm có không? Không đủ. Gigasai Liter. Nó min của nó là 0,005 nhé. Polygon. Ở đây có nhé. Đấy, chúng ta sẽ chuyển khoảng 0,05 thôi. Đấy, chúng ta mất một ít phí thôi mọi người ạ, cũng không nhiều phí đâu. Polygon GKEVM thì sang thì có khoảng 0,03 0,05 đô la thôi, nó cũng rất là rẻ thôi. Đấy, trong khi chờ đợi cái lệnh này nó hoàn thành nhé, thì chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ ở bên này trước nhé. Ở dưới này thì chúng ta chỉ cần theo dõi cái Twitter thôi. Flow này, cái này cũng flow luôn, linear. Mạng linear thì nếu mà bạn nào ấy chưa có ấy, thì mọi người sẽ ấn vào chuyển sang linear thì nó sẽ tự add cho mình nhé. Bạn nào mà ví mới ấy, mà chưa add cái mạng linear ấy, thì các bạn nó sẽ tự add thôi. Còn những cái nào flow rồi thì chúng ta không cần phải flow lại nữa đâu mọi người nhé. Mấy cái này sao yêu cầu flow nhiều thế nhỉ? Cái này thì red train. Rồi. Xem lệnh đi chưa nhé. Chưa đi thì mọi người có thể tăng tốc lên một ít này. Xem rồi đấy. Đấy, được rồi. Quay lại thì chúng ta ấn vào verify cái này nhé. Đấy, verify đi. Sign swap xem là flow chưa. Đấy, được 400 rồi đấy. Rồi. Flow rồi mà sao lại còn không được vậy? Chúng ta chờ cái đấy cũng được luôn rồi. Đấy thì coi như là vào đây thì mọi người nhớ là chúng ta sẽ cái connect cái ví của mình nhá, trùng với cái ví mà chúng ta đã bridge ở bên cái Orbitex lúc nãy nhá. Đấy thì để cho nó đồng bộ ấy. Đấy, các bạn login vào trong và ấn claim thôi. Rồi.
Đấy, như thế là xong nhé. Thông tin thì có ở trên thông tin ở trên Twitter của sàn Orbiter luôn. Thì bạn nào mà chưa có làm ấy thì các bạn làm nhé. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả và phần hiển thị thêm. Ở đây thì là cái giải thưởng của nó ở đây. Chúng ta vừa tham gia kiếm giải thưởng, chúng ta vừa tham gia vào red trao chip của nó luôn. Linear NS, Token Pocket, Zonic, Entrodex, đồng bộ hóa 500 đô, huy chương tiên phong OAT. Đấy, đây là những cái sau này thì chúng ta sẽ nhận được những cái giải thưởng này, không phải ai cũng nhận được đâu nhá, tùy thôi, bạn nào may mắn thì nhận được thôi. Chủ yếu là mình tham gia để kiếm cái TX để sau này có, nếu mà có cái red cho chip thì chúng ta đủ điều kiện thôi mọi người nhé. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả và phần hiển thị thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé.